Ok. Welcome mọi người quay trở lại với cái series đất nét này của mình. Bữa trước mình đang làm cái đâu ta? Docker Compose. Sửa lại cái bữa trước mình đã xong cái phần setup DB context. Rồi. Giờ nếu mà mình setup xong DB context rồi, mình sẽ setup một số thứ liên quan đến cái UI. Nhưng mà cái đó thì chắc là để mình làm sau đi. Tại vì mình muốn focus chính vô cái mobile app sử dụng Flutter hơn. Cho nên đây mình sẽ viết một số cái API trước. Để xem nào. Mình sẽ viết login trước đi. Login. Login. Sau khi login xong trên mobile nó sẽ login xong nó sẽ get cái danh sách vehicles. Ok. Thì mình sẽ vô cái core này. New một cái file hoặc là service. À, login thì mình sẽ dùng cái auth. Đấy. Lên. Namespace hello chấm call chấm service public class interface. Cái này thì chắc chắn là nó sẽ có một cái hàm, login, một cái hàm phải nó để tùm lum thứ luôn ha. Thông thường thì mình sẽ có một cái class mình gọi là result. Cái namespace này cũng là một cái cách này à, enter này này result key value string error e success và thì nó làm gì được. Success thì nó sẽ là có cái T value, error nó sẽ là null, failure thì error nó sẽ là các null, e success, e failure, value, thường thì mình sẽ dùng một cái enum để mình biết được cái status của cái result này là cái gì. Mình đặt là result code hoặc là result type hoặc là result code. Thay vì result code thì mình sẽ để là result đây là thì cái error này thay vì cái error này thì nó sẽ là do failure code.
Error. E success rồi. E result success. New result. Này, chỗ này nó sẽ là này luôn đi. Failure thì cái này nó sẽ là failure code. Failure code. Có. Thì cái result này nó sẽ có value và nó có cái error e success nữa. Rồi, ok, nhạc được, mình sẽ cải tiến nó sau ha. Thì cái auth service này nó sẽ chắc chắn sẽ có một cái hàm là login này, pass. Login thì nó sẽ trả về cái gì, success hay không thôi. Thì này mình sẽ trả về vào cool đi. Result pool à, tin sinh à, email password rồi à, login login à, không cần phải register nữa Register nó sẽ không nằm trong cái phần outend ha. Rồi. Implement interface. Quên chỗ cái module này. À, add DB Contact Factory. Thì cái này mình sẽ service lifetime. Scope. Tại sao mình lại để như thế này? Thì hiện tại thì mình không cần để như thế này ha. Sau này mình sẽ inject một số cái vô trong cái application DB Contact này. Thì khi mình inject vô á, thì nó sẽ bị lỗi. Tại vì cái thằng DB Contact Factory là cái thằng mà mình sẽ sử dụng chỗ này. Ví dụ ở đây mình sử dụng cái Click Only DB Contact Factory này. Thì nó sẽ bị lỗi vì cái DB Contact Factory này á là nó đang là singleton. Khi mà mình register cái DB Contact Factory này thì default nó sẽ là singleton này. Cho nên ở đây mình cần phải sửa lại cái lifetime nó là scope để nó có thể construct được và nó inject được một số cái dependency vô ha. Thì hiện tại thì nó chưa chưa cần. Đây mình làm trước thôi. Mình hay gặp cho mình biết nó bị vậy mình làm trước. Nên mình sẽ đổi lại thành cái constructor này. Sau đó cho nên mình sẽ đổi lại thành primary constructor. Syntax. Login thì email password valid thôi. Và để check cái password này thì mình sẽ dùng cái bcrypt. Đây mình có chưa ta? Những nằm trong cái util này.
Chưa có ha. Cơ bản là query DB context như thế này và now user sẽ bằng như này. Đây thì mình sẽ where này select chấm cái user này x chấm email, thực tế là mình cần phải kiểm tra trong cái bảng account chứ không phải bảng user ha. Và x chấm account any chấm email, à, có nghĩa là tại vì mình có cái mối quan hệ là một cái user nó sẽ có nhiều account mà, cho nên là cái account này mình sẽ kiểm tra hai nơi, đó là cái account và thằng user này luôn, để đảm bảo là có user và có account trong database ha. Còn không thì mình có thể làm như thế này cũng được nè. Account này, email này, email, user ID ha, lớn không cũng được. Thì khi đó là thằng user này có tồn tại và có tồn tại một cái thằng account có cái email giống như thế này. Thì để mà mình có thể dùng thế này cũng được. Hai chấm user chấm email đó thì giống nhau ha, hai chấm đây mình sẽ lấy cái password ra, password ra vô default sim. Thì nếu mà cái account nào có cùng cái email mình lấy cái password ra. Đây thì mình sẽ nói là của mình exception chấm oh, if null no space là cái email này, là tương tự vậy, nếu nó là password nó bị null là cái empty thì control luôn. Rồi thì nếu mà account null á thì chỗ này mình sẽ return new visa bool đây. Rồi, chỗ này là một cái trường hợp khá là hay. Khi mà result bool phone như thế này á, thì chỗ này là một cái success này. Success này. Cái result mà bool thì nó là một cái khá là hay. Success nó là true này, nhưng mà cái result nó là false. Rồi, nếu không thì nếu không thì mình sẽ kiểm tra cái password này thì mình dùng cái bgrep ha, b này NuGet package rồi cái này mình sẽ bỏ trong cái util này. Item lưu lại và sau đó mình sẽ để một cái tạo một cái extension mới, extension nhạc là Lasting extension. Rồi, namespace x u ha. Thì mình dùng cái x cho lẹ xong rồi mình dùng cái gen namespace. Nó sẽ đổi lại đúng với cái namespace của thằng này. Đó. À, này là success luôn rồi. Has password.
dispatch này. Thế này mình sẽ return pgrip chấm net chấm pgrip chấm hash password. Đây là cái enhance password nữa. Tùy theo cái nào cũng được ha. Mình dùng cái này đủ rồi. Này. Thì có một cái bài viết ở trên cái blog của thằng bgrip này nó nói tại sao cái thằng hashtag này nó không cần dùng cái sun. Thì ai muốn biết thêm thì có thể tham khảo cái bài viết của nó. Rồi. Và verify password thì nó sẽ như thế này. Nó xịn quá. Thì khi đó ở đây mình sẽ và is valid password mạng cái này. Trong cái core này nó có dùng cái share util core này. Hash string using calloc chấm tiêu extension rồi. Ok xin vào ha. Đó thì đây là cái code để mình login rồi. Thì login xong nó sẽ tạo một cái token, thì nó sẽ user with email password, email password. Thì sao ok rồi tăng cái kích thước lên rồi. Đó. Thì cái module này mình đổi mình commit lại mình nói là use code lifetime for db contact factory. Cái mục tiêu này mình sẽ nói là add hash equip hash extension. Và cuối cùng này mình sẽ nói là vật lần login service. Đó. Dễ ha. Rồi. Đây là cái em login. Register. Register. Pass. Register. Register thì mình sẽ để là trong cái màn hình register mình sẽ lấy là email, password và name đi, full name đi. Name ha. Mình nên lấy full name hay là first name, last name ra? Full name được rồi, tại vì trong cái bảng user của mình là nó để là first name, last name. First name, last name hả? Rồi, first name, last name cũng được. Rồi, dùng full name đi. Name thì trong cái user config này mình sẽ sửa lại này luôn.
Rồi. Okay, thì mình sẽ in cho mình cái này. Syntax. Cái này xuống. Lấy này xuống. Okay. Ba cái này thì sẽ không cho nó bị null ha. Rồi. Thì register thì đơn giản là chỉ cần thêm nó vô trong cái bảng account với lại user là được. Add to user nó add to thì nó sẽ là db.user.net new user. Rồi. Trong đó là cái account. User. User.account.s. View account luôn. Đó. Rồi. ID, user ID. Nên mình không cần phải set user ID. Tại vì cái thằng user cái mặt cao là nó đã ngầm định add cái account này vô user rồi. Nên mình không cần cái này ha. Không cần. Ở đây thì cái password mình sẽ hash lại. Cái email. Thì ở bên cái thằng user user này thì mình đã có cái account nó đã auto init này, cho nên là đây mình sẽ có thể ép nó vô như thế này được luôn. Đó, như thế này được luôn. Thì ngoài như thế này ra mình cũng có thể làm như kiểu như thế này, đó là db.account này, mét này, new account này, xong như thế này đều được ha. Có rất nhiều cách để mình thêm mới cái account và cái user và cái relationship của nó. Thì cái đó ở đây là nó cũng sẽ tạo mới thằng user luôn, có cùng username password luôn. Created by, created UTC. Created by thì đây mình sẽ tạm thời mình sẽ cái view này mình sẽ bỏ qua. Lý do mình có thể bỏ qua là tại vì trong cái thằng user config này mình đã set là created UTC là có default value rồi. Created by created by nó cần này, nó cần created by này. Rồi. Cần created by. Tạm thời mình sẽ để là empty đi. Hiện tại thì nó đang chưa có cái ràng buộc nào về created by, cho nên là mình sẽ để empty. Rồi. Account còn gì nữa không? Hết rồi, refresh token thì mình chưa cần. Add account user này. Và sau đó thì ở đây thì mình chỉ cần đơn giản là waitb chấm save change async như này. Return new result true. Mà để chắc ăn hơn thì chỗ này mình nên là save này này, và cái nó sẽ là save nó lớn không thì nó sẽ là chính xác hơn hay, hoặc là mình có thể lấy được cái và cao như này chấm entity này như thế này cũng được. Và ra chấm mày đi đây, thay vì result bool thì mình sẽ là
result của in hoặc là cái tùy mình muốn sau khi register thì trả về gì, nó trả về cái ID của thằng register chẳng hạn. Cái này nó sẽ là account.mpt.id. Thì sao thì đây là cái logic cơ bản của cái register. Tất nhiên thì nếu mà nó nhập trùng cái email thì cái email nó sẽ không cho nên để mình nên kiểm tra cái email có tồn tại hay chưa. Đây nó có sẵn cho mình này. Đó. Thì nếu mà email exists thì return in. New result 0 chấm. Đây thì mình sẽ viết thêm một cái result. Extension và mình sẽ nói là static result t to result. Còn em sẽ không có to result mà là chấm chấm failure chấm to result. Này đi. Này đi. To result. Chỗ này sẽ để là T là nullable. Testy. Value. Thì cái chỗ này nó sẽ là này không phải là t value mà phải là result t, và nó sẽ là result value thành default và error như thế này. Rồi thì cái này không cần này như thế nào được. Thì cái đó chỗ này nó sẽ là chấm to result và failure sẽ là email exists. Chưa có thì mình sẽ generate enum như thế này, thành là một đây. Rồi ok result còn về đây mình return một cái, mình có một cái constructor. Giao thì giao bên là code
Giao thề giao lưu tích tề giao lưu này public visual cái này nó sẽ là value và bằng luôn invalid token trái gì ta này mục đích thì sao mình luôn thì cái này là trường hợp mình lưu một cái result và cái trường hợp thứ hai là này trường hợp như thế này set thì sẽ ra mình luôn. Ok. Thì nếu email exist thì nó sẽ trả về như thế này. Còn đây mình không cần phải do error nữa. Mà mình trả về trực tiếp cái này luôn. Thì nó dùng cái constructor mà set cái error là bằng như thế này, value là default. Và success thì là sẽ như thế này. Ok. Thì đơn giản register thì nó chỉ như vậy thôi. Token token thì mình sẽ làm ở một chỗ khác ha. Mình sẽ nói là gì? In register email password và full name thì sao in nên thì sao thì đây là cái register rồi mình sẽ gửi email nữa mình sẽ gửi email nữa nhưng mà nó sẽ làm ở chỗ khác lúc khác ha và tất nhiên là mình sẽ vô cái chỗ này mình sẽ chấm Facebook hai now service xong đơn giản mình remove
Remove first name mình use full name luôn. Và register API quên, cho đăng này mình nên tạo một cái nhánh mới cho dễ theo dõi, nhưng mà ok ha, để tạo nhánh mới lúc khác. Rồi thì chắc là cái video này mình sẽ dừng ở đây thôi. Một video đơn giản thì trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chả biết nữa, nói chung là cứ làm tới đâu làm tới đó thôi. Thì mình sẽ dừng video này ở đây ha. Bye bye mọi người.